Chiều ngày 18 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Vĩnh Tường tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và phong trào toàn dân trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ năm 2023. Dự ngày hội có các đồng chí, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, đại diện các tổ liên gia, các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng cùng đông đảo nhân dân thị trấn Vĩnh Tường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như mô hình tổ liên gia tự quản, câu lạc bộ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã, mô hình 4 an toàn về an ninh trật tự, 5 tự quản về an ninh, trật tự, địa bàn không có tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen. Hiện nay, toàn thị trấn đã lắp đặt hệ thống camera an ninh với 54 mắt camera tại các vị trí trọng yếu trên địa bàn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học lắp đặt biển bảng và duy trì mô hình 4 an toàn về an ninh, trật tự. Cùng với đó tổ chức treo pano, áp phích, hòm thư tố giác tội phạm, bảng tin an ninh, trật tự tại 4/4 tổ dân phố. Trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã đã xây dựng 2 mô hình điểm lắp đặt hệ thống chuông báo cháy khẩn cấp. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Vĩnh Tường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong dịp này, một tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Tường tặng giấy khen. Nhân dịp này, Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã trao bình chữa cháy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thị trấn. Tại ngày hội, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Vĩnh Tường đã ký kết giao ước thi đua thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các thôn dân cư trên địa bàn thị trấn.